Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Trung Chinh chủ trì buổi làm việc với đại diện Ngân hàng Thế giới về chương trình hợp tác tổng thể hỗ trợ phục hồi kinh tế và phát triển bền vững giữa Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng với Ngân hàng Thế giới. Bà Caroline. Ter Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam cho biết, Đà Nẵng là một trong những địa phương thực hiện có hiệu quả các chương trình hợp tác hỗ trợ của Ngân hàng Thế giới trong 10 năm qua. Bà tin tưởng chương trình lần này cũng sẽ gặt hái những kết quả như mong đợi, củng cố quá trình phục hồi liên tục của Đà Nẵng sau đại dịch Covid-19, đồng thời mở đường cho sự phát triển toàn diện hơn, xanh hơn và thân thiện nhằm hỗ trợ hộ gia đình, doanh nghiệp và mở rộng năng lượng tái tạo. Kết thúc chương trình, Đà Nẵng sẽ đạt được 5 mục tiêu cơ bản gồm quản lý rủi ro, phát triển carbon thấp và giao thông đô thị bền vững, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàng và quản lý tài chính công. Buổi làm việc hôm nay chủ yếu là ra mắt nhóm công tác chung gồm các chuyên gia của Ngân hàng Thế giới và các sở ngành liên quan của thành phố Đà Nẵng, thống nhất các hành động chi tiết cho những kế hoạch tiếp theo kết luận buổi làm việc chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố lê trung chinh ghi nhận sự quan tâm hỗ trợ của ngân hàng thế giới với sự phát triển của thành phố trong nhiều năm qua với chương trình hợp tác hai bên đã và đang đi đúng lộ trình chủ tịch lê trung chinh đề nghị các sở chủ trì năm mục tiêu của chương trình bám sát đề cương cứ nghiên cứu chủ động phối hợp với chuyên gia vkp để triển khai định kỳ báo cáo về ủy ban nhân dân thành phố